Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Hiện tại thì mưa bão quá nhiều dẫn đến cái vườn nha đam của mình nó có hiện tượng thối úng rất là nhiều. Mà cái thuốc đợt trước của mình, nó thuốc diệt nấm của mình bây giờ là trên thị trường nó không có nữa. Mua rất là lâu rồi mà không có. Nếu mà có thuốc đó thì mình xịt trước vào mùa mưa khoảng 1 2 ngày, tức là mình xịt trước thì nó không đến đổi. Bây giờ thì nó không có thuốc đó, mình không có thuốc để xịt. Cái vườn của mình nó có hiện tượng nó thối đó. Hiện tại thì dịch bệnh thì bên vận chuyển nó ngưng hết, thì cái dàn lá mình bán cũng không được, mà cây con thì hiện tại thì rất nhiều khách hàng mua mà cũng không vận chuyển được. Thì chắc là có thể là qua ngày 22 thì có thể vận chuyển lại được. Thì tới đó thì có gì mình thông báo, thì mọi người ai mà có đặt trước thì nhắc lại giùm mình đó. Bây giờ thì mưa nhiều quá, cây của mình nó thối nhiều quá. Cái dàn nha đam mà mình ương bữa nay nó xanh tốt, nha đam Thái đây mình đã xử lý những bẻ thối nè. Mọi người thấy nó úng nước, nó úng và nước của nó rất là hôi nha. Hôi thối luôn và nấm bệnh rất là nhiều đó. Do đó thì hôm nay thì mình cũng phải sử dụng thuốc khác, thì anh kỹ sư anh cũng tư vấn cho mình loại khác mình phun thử coi nó có hiệu quả không, để mình làm mà hiệu quả thì mình sẽ tư vấn cho mọi người sử dụng. Đang quay với một số cây mà nó có hiện tượng nấm bệnh, là nếu cái cây này mà mình không phun hoặc là mình không có phát hiện kịp thì nó sẽ hư nè. Đây, cái này nó chưa ăn vô cái cây nhưng nó không đến đỏ, nhưng mà mưa vài bữa là sẽ bị ha. Đó, mọi người thấy cái lá này nó có dấu hiệu. Này là dư nước và xuất hiện nấm. Đây, cái này là vài bữa là nó sẽ thối luôn. Bây giờ mình phải phun thuốc trước. Chỗ này thì cái cây này là bữa rồi nó thối và mình phát hiện ngay, mình xử lý kịp. Đó, mình cắt một đống bẹ phía ngoài luôn đó. Hiện tại là mình thối rất là nhiều mọi người. Này, mọi người thấy cây này nè. Đó. Thối nè. Nhưng mà cây này mình sẽ cứu được ha. Cây này mình phát hiện sớm. Nó chỉ mới một vài bẹ thôi. Thì nó ăn lên trên luôn nè, mọi người thấy ăn trên nhưng mà mình cứu được. Mọi người sẽ cắt bỏ từ cái bẹ này đổ xuống, cắt hết. Đó. Hiện tại là mình thấy nó có dấu hiệu thối nhiều. Cái đó thì mình phải phun thuốc. Đó, diệt nấm đó. Đây, cây này cũng có dấu hiệu luôn. Cây này cũng xử lý được luôn. Cắt cái này bỏ hết. Nấm bệnh quá nhiều. Và nó xuất hiện ở trên đọt nè. Đây. Cái này là dấu hiệu của bệnh ha, bệnh. Cái này là bệnh chứ không phải là do tác động của ngoại cảnh đâu, tức là không phải là do nắng, mà cái này là do bệnh nấm, nấm bệnh xuất hiện. Đây là cái loại thuốc mà anh kỹ sư anh tư vấn cho mình, thì nói chung nó chuyên về những cái cây hoa màu như ớt này kia, dưa cà gì đó, thì cái nha đam mình thì nó cũng sử dụng được. Thì nó chuyên đặc trị là tháng thư thối trái, nhờ mùa mưa nè, độ ẩm tăng cao đó thì nó thường bị những cái bệnh này. Và nó cũng tương tự như cái bệnh nha đam của mình luôn. Cái này là thuốc trị bệnh chứ không phải là thuốc diệt nấm ha. Đó. Thì mình sử dụng thử cái thằng này, thì cái liều lượng nó sử dụng là cái gói này là sử dụng cho một gói 100 g, sử dụng cho cái bình 20, hai bình 25 lít, và mình phun đều trên cây mà bị bệnh. Sau khoảng 5 đến 7 ngày thì mình có thể phun nhắc lại, là mình phun lại. Vậy là cái bịch này mình có thể phun được 2 bình, thì bình đầu mình phun đi, bình thứ hai thì mình khoảng 7 ngày mình sẽ nhắc lại nó, mình phun lại cái nữa. Đó. Cái hiệu thuốc, thuốc trị bệnh xuất xứ Liên minh châu Âu. Đó. Thì anh nói cái này nó rất hiệu quả đối với hoa màu, thì mình cứ sử dụng thử. Thì bây giờ mình sẽ pha nó, mình phun để coi coi nó có hiệu quả không. Thì chắc là khoảng tầm 1 tuần đến nửa tháng gì đó thì mới thấy được cái hiệu quả. Nếu nó ngưng được cái bệnh á, cây mình không thối nữa thì nó hiệu quả. Rồi bây giờ mình pha mình phun ha. Rồi khi mình phun thì mình phun đều lên cây. Đặc biệt là mình phun ở dưới cái lớp đất này nè. Đó, thì nấm bệnh nó xuất hiện ở đó. Mình sử dụng thời gian sau thì mình sẽ báo kết quả cho mọi người, có nó im không ha. Rồi, chào mọi người.
Bạn nào có mua giống thì có thể đợi mình khoảng bữa 22 thì có thể vận chuyển lại được.